Hunter vẫn dương mà chúng ta là ngang ngang bị cay ghê. Nào chúng bị cay người. Đây đang trên phân bãi tôi bây đây đồng. Này có phải cả nhà đi ăn bị cay rồi. Gấp đồng. Ôi, bên đây còn nào. Từ Bình Dương đi xuống Long An, chiến cường, ăn bị cay. Ra cơm mì, chiếc đường. Anh ơi, chiên. Em ơi, chiên. Em ơi, chiên. Em ơi, chiên. Không có 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 không có. Con đang nhảy vậy, con xin ra ngoài. Mấy cái hả? Bịch thuộc nha mọi người, ta có mỗi năng bịch xúc bịch thuộc khỏi nha, nóng nha, à nhăn như con khỉ luôn. Mọi năng xúc xích được rồi. Chí gụng răng. Xúc xích giống con mực không? Bịch thuộc cay không? Cay. Em nãy kìa. Gì? Này bò Mỹ, cái này bò Mỹ. Ừ. Ừ. Vậy ba cái phẩm luôn rồi cả. Ừ. Đúng rồi. Ăn mì nha mọi người. Cắm mọi người, cắm hai con tơ. Vỏ xúc xích. Ăn có hưởng không? Sao khai nào cũng hai con tôm hết nè. Cái gì? Hai con tôm luôn. Ăn nha mọi người. Nóng quá. Nóng.
bên đó mới. Lát rau tối mới hít hà luôn. Thôi đúng rồi. Bên phải bên phải bên phải bên phải đâu. Bên phải bên phải đâu. Bên bà phải TV mình nhé. Từ Bình Dương xuống Kiến Tường ăn nha mọi người. Kiến Tường Long An đó. Bình thường. Đây là mình cấp độ 1 bình thường. Nóng quá mùa từ Hồ Long mà đây không có chị có siêu thị. Dạo mà chị có để thời gian có mòn thì nó tốt. Dạo không có mòn là chết. Này gì ta? Cái tiền không? Cảm ơn các
chạy đêm khuya không? Không. Hả? Đồ 1, đồ 2 mình sang không? Anh cứ thấy cái thằng ngon bò lỗ rồi, đổ thôi. Gà. Cái gì? Gà. Tại sao? Nó không nhìn đông kìa. Vì ăn chút và chip anh cấp độ 2 đồ bỏ cuộc, tất cả cái độ 1 đều ăn hết, chỉ còn cái nước có ngon nữa ăn chút chim. Cấp độ 1 đang cố gắng hết rồi, nghĩ nhau mất cổ ăn nổi không? Chưa lấy bắt đầu hả? Pepsi ô long rồi đó. Bạn số 5 hả?